chuyện thực cả ọt lăng ơi lăng bét đông á nè. Thôi á, chưa thôi ơi. Mình lúng lúng á nè. Chuyện thực cả ọt tùm ra không bài hơi bị chút là hôn. Năm toàn phòng vẹn biệt có bao phê nhỉ, vẹn biệt có bao phê biệt có bao chết lo nhưng mà nó điệp liệp bằng chết đi. Chết hai à. Chết hai à, chết hai à. Chết màn tâm rạch à. Bà hỏi lại phải châu tắc nên thua tắc phải sát đặt đầy châu đặt đầy châu và hai mặt tắc nằm bây giờ thì những cái đề cho mọi tắc thùng và cũng chập đám hai tiếp mình đặt câu gì thì mơ cho mơ sạch của cô nằm trên tắc ơi thưa tôi bố ra hãy nâng tôi vừa tắc thla sân vừa tắc nhìn chít ní chít trẻ vừa tắc thla sân thưa tôi bố tôi bố tờ bài kêu đi bỏ sang ở sạch đi bài bàn mà gắn nạt ơi nè mà gắn nạt tiệt nè mà gắn nạt tiệt tiệt hỏi trời ơi vì lạc chư mà vì lạc chỗ ăn chẳng hình như lạc chư như nhanh chẳng
ai hai 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 bầu lùng thi hai hai nơi ta thừa tập lại sát bởi đã thi tập cũng là co là o nhưng cái này cái thi là cũng định lên rồi có bị ai con mà này có miên mê tất cả mọi người cực mọi người 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 dừng đã đam chế trầm trào nung chu thằng ngay ấy chẳng có đam đã được thi đã đam chế đam bay cắt chết xịt và chết cả bao chết ấy nung tập nung ấy tập riêng về lo mọi việc về thùng cả bao về thử thi dừng hết luôn và ní này giữa định đến thằng này là những đã trên này những đã trên này em một tập chẳng tới thằng bây ở việt nam cũng xì là những đã không tập ngón với khối tập á với hai khối tập còn cái thi dương chậm còn cái thi dương cũng do tụt bể vì bạn chậm bà dương do khnạt thòng thòng tỉnh máu khnạt còn vấn đề ấy dùng việc bay khải còn vấn đề ni việc còn vấn đề việc cọ ngọt bà việc gì tới phía rồi ngọt cứ bị tịch ăn bên này nhôm đã tập pi rồi cồn tế và ăn mấy việc bắt đầu với phần bốn mét từng việc bảy mét nhưng đã tập nâng đã plow đã đầy sạch bạt cỏm đầy sạch chứ đầy sạch chứ đã tua tua mẹ về làm một lý như làm một lơ nâng món nhé thằng khổm nó đầy sạch thì khổm nó trọc sạch và chia nhi bà gì mà tật chương pi tật chẳng hạn á mà tật chương pi tật phải chương tua pi khổm đam bây ở về bol mà làm rập ăn thì cứ đánh khát tại tụi mình đầy đầy đã đầy không nắng đam bây ở về làng liền nắng đầy nắng tụi mình ăn bol trầu đầy nắng này anh đặt hôm nay đặt bởi phải hoạt tập lần tới và hôm nay cái chuyện đặt chồng vì lại một xí vì ăn khối tập vì này có phải về hoạt tập nó bị thùng lần che che thì nó tập thì như lại một xí và miền đầy dân bị kẹp hơn đầy là ngày dương đã côn trai đã côn thành khấm rồi lấy châu đồng bầy vừa hoàn côn thi vừa chập thì côn thành cấm nè côn thành khấm nhớ thành khấm bờ qua rồi co cặp bước ấy những tình ru ru cho mà nạ mong những việc cắt việc tôi chứng kia xì ở nừng khác với ở ban lang mà xì giờ nãy cứ việc chập à thấy tôi những xì đà การโกนใส่ชราเศรษฐกิจในขนมได้เศรษฐกิจเมื่อที่ไปอ่านก่อนเนี่ยไม่ยอมทำมีเจริญมีเรียมรับเวลามาเลี้ยงนั่งให้นี่คืออะไรเวลามาเลี้ยงเลยนี่
กอนเตรย์เตรย์นู้นไปกาลื่นด่านนั้นใบอที่กอนที่ซีว่าหิ้งกาลื่นนะกอนที่นั่งไปนั่งตามเด็กใส่มาก่อล้มล้มล้มล้มนะจำถ่ายมองจับถ่ายสิ่งไงไอ้ในขนมนู้นยังด่าถ่ายทำทำได้แต่ตีหลับยาไอ้คลายจังเต้ทีอัดทีสีไอจังนะแต่ไทยอ่อนนี่มันเป็นสายทุนนี่มันยังได้ไทยไหนก็ว่าได้ไทยไหนได้มาโตยี่ละทอมไอซีทีไปอย่างกาจ้ะนี่วีนเออโตจังปู่วีนนั่งวีถ่ายกาจุ่มในครอบก็วีซีแดแต่วีซีจุ่มในครอบละน่ะโปรตีนปู่นี่วีโปรตีนตามบุญเพริ่ยนี่ยังอันนั้นก็วิซีนั่งได้ละสาเกจึงติงเกม้าเกมีนซัมบีไอซีเช่นในขอบนั่งหอนจังยึงพัดจังอ้อมองอดบานนี่ยังจะด่าวิคลาด่าแต่ด่าตักนะด่าจะได้ในซอยตักบะโดตักให้ยังด่าจะในขอบนั่งโกนเตยยึงนั่งก็วิซีตีหลับยานั่งก็วิซีจึงตักยึงยังด่าแต่ในติ๊กติ๊กบานนี่ครับพี่กับอ้อยวิซอยตักนั่งไงน่าคนฉลาดนี่บ่าเวลาหมดสีจะในขอบนี่เดินทางไปทลอบสีจะในขอบปีเกม้าวเราจังยังดั้งยังถึงแต่ดั้งในขอบได้แต่อดดั้งในขอบทีเวียมอมเวียซอมนั่งจมในทำไมเวียอาจมีการงอกหลายคลาយើងត្រូវប្រើចំណៃក្របផងដែរនេះបាទវាស៊ីចំណៃក្របបាទអញ្ញាអញ្ញាវាស៊ីអត់ក្របណាវាស៊ីដែរវាស៊ីចំណៃក្របបាទតែយើងត្រូវដឹងថាចំណៃក្របនេះมันអាចយកប្រភេទចំណៃត្រីធម្មតាយកមកឲ្យវាស៊ីបានទេយើងត្រូវតែទិញសួរគេយកកម្រិតប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ធំក្លិនស្អុយខ្លាំងធំក្លិនចំណៃធំក្លិនត្រីខ្លាំងអានោះបានវាស៊ីបាទពួកធាយវាច្រើនតែស៊ីหาត្រីស្រស់ត្រីយើងកាត់ឲ្យវានឹងហើយនឹងក្លិនត្រីហ្នឹងហើយក្លិនស្អុយស្អុយតិចតិចហ្នឹងត្រីហើមតិចតិចហ្នឹងក៏វាស៊ីដែរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនហើយជួយ Subscribe ណាមួយដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗតទៅទៀតបាទមកអរគុណច្រើន